chị quán này ở đâu anh? Thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Dạ, thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, Đông Hòa. Nói chung là gần quốc lộ á các bạn. Ở cái cầu Đà Răng mới á. Đợt vừa rồi lũ thì cá coi của mình có bị ảnh hưởng nhiều không anh? Đợt lũ vừa rồi thì cá coi đi hết. Tết dương lịch đi uống cà phê. Một quán cà phê toàn là gỗ và cây xanh rất là đẹp. Hôm nay Mr. Alo sẽ đi review cho các bạn. Cà phê ở Đông Hòa, giáp giới Phú Lâm. Đây là đường Phú Lâm Sacombank đi lên. Dùng máy ra. Này dùng 4 hả? Dùng 4. Đi qua chùa An Quang các bạn. Để mình quay chùa An Quang cho các bạn nha. Dự báo một quán cà phê cắt cát coi nè. Cát coi nước trâu hết rồi. Cát coi nhưng mà nghe nói nước lục nó trôi hết rồi. Cát nguyên gọi là trâu hết rồi. Trâu hết rồi đây, chùa An Quang này đó. Đợt vừa rồi lũ về đây, ập tràn lên tới đây luôn đó. Ruộng đồ đây bây giờ người ta đang cấy lại nè các bạn. Tết dương lịch cho nên người dân bình yên không? Dịch mà. Hiện mình đang ở vùng tư rồi đó, kêu ở Hòa Thành Hòa Đông Hòa nhưng mà thực chất là nó giáp giới với Phú Lâm cho nên cũng là gần thành phố Tuy Hòa. Cái chỗ Bụi Tre các bạn có thể cua phải là đi về thôn Phú Lễ đấy. Mà các clip trước Mr. Alo mùa dịch tập thể dục trên này đi bộ đây về thôn Phú Lễ đó, cái đường này này đó. Còn đây là cầu chui, cầu vượt. Bên này là đi qua cầu mới ra đằng. Đây là dùng 5. Còn mình cua qua đây là dùng mấy không biết nữa. Mr. Alo, đây dùng 6 đó. Quán cà phê từ xe đã hiện lên quán cà phê cho các bạn rồi. Cà phê mà toàn là gỗ, cây xanh, xịn sò, lộc vừng rồi đó. Ao sen. Đủ cho nên ao sen đi luôn rồi này. Đó, ao sen banh chành luôn. Cá coi nha các bạn. Cái quán cà phê này là quán cà phê bạc tỷ á. Cá coi không à. Đó. Rồi. Mình đã đến cà phê Ngẫm. Chắc có thể là ở Phú Yên mà bình yên cho nên là uống cà phê là mình ngâm ngợi. Rồi, đã đến cà phê Ngẫm. Giờ mình đi vô mình quay review cà phê Ngẫm cho các bạn nha. Xe xe là các bạn thấy gỗ rồi đúng không? À, hiện nay thực hiện dịch cho nên là quán này cũng có những như thế này. Các bạn nhớ giữ gìn vệ sinh an toàn, nguyên tắc 5K và xịt khẩu trang nha các bạn và có khoảng cách. Hôm nay Tết dương lịch, quán này chắc đông. Đông cho nên là mình vô mình quay mình đi về được không các bạn? Nghe mấy con cá coi này là đợt vừa rồi lũ nó trôi hết rồi, giờ còn có mấy con nha. Cũng chục con nha. Bữa lũ nên nó trôi hết rồi các bạn. Đó, quán thiết kế rất là đẹp nha. Túi xuống. Bữa cái coi nhiều lắm, cái coi dít hồ luôn à. Mà nghe nó lũ về á các bạn, chỗ này cũng bị lũ lên nè. Nó cho mất hết của ổng rồi. Giờ chỗ này không quay, tí nữa lại quay. À, quầy bartender nè. Cây xanh nhiều luôn nha các bạn. Cây gì đây không biết luôn đó. Quay cá coi này, bữa là dít hồ luôn ấy, nhưng mà mình nó lũ vô trôi hết rồi.
lũ về, bữa lũ về cái nó trôi hết và còn được nửa hồ này. Hay là mua mới mình biết nữa. Đây chắc bữa trước rồi chứ. Vậy hả? Chứ nghe nói bữa lũ vô đâu có hốt kịp đâu. Đây quay view dưới trên là dưới này lên cho các bạn nè. Cà phê toàn là gỗ không à, đó. Cây xanh nhiều. Lộc vườn lộc huyết gì đó. Su su su. Rồi, giờ mình lên trên để mình trải nghiệm ở trên không khí như thế nào và quay view qua bên kia là cầu Đà Răng mới nha các bạn. Mình sẽ review sen, ngày mai ngờ sen nó banh chành mùa lũ luôn rồi. Giờ mình lên nè. Cho hai hướng. À, lên bên kia cho các bạn. Wow, hên quá, dịch cho nên là mình ngồi view không có người. Đó, mình lên trên này view nè các bạn, view sống ảo nè. Hồi xưa bên trước dịch, bên trước là trước lũ thì đây ao sen đây, sen rất là nhiều. Bây giờ lũ về cái banh chành sen hết luôn nè. Rồi bên kia thì là núi Chấp Chài, cầu Đà Răng mới, hướng này hướng ra cầu Đà Răng mới nè. Ngồi đây có thể sống ảo với sen này nha các bạn, với không khí gỗ nè, không gian gỗ. Rồi view này qua bên kia chiêu với xe tải, đường quốc lộ á các bạn, đường chánh tuyến với thành phố. Ở dưới kia là thôn Phú Lễ. Hôm nay tới Dương Lịch cho nên là Mr. Alo mới ra khỏi nhà, chứ dịch quá không dám ra khỏi nhà luôn. Nơi mấy em nhỏ có thể ra đây giải trí chơi, chụp hình với cá koi. Đó, các em nhỏ đang chụp hình cá koi nè. Đó. Hồi đợt trước nhiều lắm, giờ nó lũ về cái nó mất nhiều á các bạn con. Còn đây ở trên này không gian toàn là gỗ không à. À, đây cà phê ngẫm. Các bạn về Phú Yên kiếm quán này nha các bạn. Anh cho em hỏi địa chỉ quán này ở đâu anh? Thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, thị xã Đông Hòa. Dạ, thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, Đông Hòa. Nói chung là gần quốc lộ các bạn. Ở cái cầu Đà Răng mới á. Đây, cái quầy của quán đây. Mô hình này ý tưởng từ đâu anh? Dạ, anh chủ quán. Anh chủ quán hả? À, đợt vừa rồi lũ thì cá coi của mình có bị ảnh hưởng nhiều không anh? Đợt lũ vừa rồi thì cá coi đi hết. Đi hết luôn hả? Cá mới nhặt rồi. À, hồi nãy Mr. Alo có nói là không biết cá này cá cũ hay cá mới, mà giờ anh này nói là cá mới rồi các bạn. Lũ về nghe nó đi hết bầy cá coi kia cũ của ảnh rồi. Rồi, review cái quầy bartender cho các bạn luôn nè. Đó. Mô hình này rất là độc đáo ở Phú Yên nha các bạn.
về Phú Yên các bạn tìm quán này cà phê ngẫm ở thôn Phước Lộc 2, xã Hòa Thành, Đông Hòa, mà như Hòa Thành bây giờ là cũng xã luôn anh. Đứng từ góc view dưới này lên luôn nè các bạn. Cây xanh, cá koi, gỗ, mô hình độc đáo ở Phú Yên các bạn. Hiện nay Tết dương lịch cho nên trời nó đang râm 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 râm. Chào chị. Chào chị. Cho em phỏng vấn chị xíu nha. À, sao chị biết quán này mà chị đến uống cà phê? Nghe quán này có cà coi đẹp, cây xanh nhiều, thoáng mát. À, hèn chi. Quán này cá coi bự chà bá rồi yếu. Rồi, cảm ơn chị nha. À, chị ở đâu? Chị ở Hòa Thành, gần bên đây. À, Hòa Thành. Quán này ở Hòa Thành cho nên là mọi người cũng biết nhiều ha. Đó, chỗ này có thể sống ảo được nha các bạn. Get in với cá coi. Hẹn gặp lại các bạn vào các clip tiếp theo. Chương trình review quán cà phê ở Phú Yên, cà phê ngẫm Phú Yên bắt đầu. Giờ về thôi.